Rồi đây, với một chiếc điện thoại di động chống nước, chống sốc, chống va đập và độ dày lên đến tầm cỡ là ngang một cái viên gạch thì cái sức nặng của nó là bao nhiêu? Để cho mọi người có thể hình dung ra được thì mình sẽ đem cái MW33 Pro có cái chiếc loa công suất 5W và độ ồn lên đến 136 decibel để cân thử em nó coi khi mà không có vỏ hộp đồ này nọ đó thì em nó sẽ nặng bao nhiêu ha. Bây giờ chúng ta kiểm tra đồng hồ ha, về vạch mặt mức xuất không. Bây giờ mình sẽ để em nó lên trên cân và cân thử em nó coi cái trọng lượng của em nó là bao nhiêu ha các bạn. Đó, các bạn thấy trên màn hình thì Alcatel W33 Pro này có trọng lượng là 600 gram, cũng không quá nặng đâu các bạn ơi. Nhưng mà có cái là độ dày của nó hơi dày, cho nên mình bỏ túi quần đồ này nọ nó hơi khó khăn thôi. Nhưng không sao, đã có giải pháp. Đây, chiếc túi thần thánh của hãng Ulefone. Mình sẽ bỏ dừa nó và đeo nó bên hông, đeo thông qua cổng dây nịt ha. Hoặc là mình có thể treo lên ba lô, treo lên xe, đi khắp mọi nơi. Không lo về em nó, bỏ vô tủ quần. Mà có chiếc này đeo bên hông, bao bao full ngầu luôn. Cực kỳ cute, học me luôn. Đây bây giờ mình sẽ quay cái cách đeo cho nó các bạn xem như thế nào nha. Để các bạn có thể hình dung ra được nó full ngầu cỡ gì ha. Này, cái này là chỉ phải đeo như thế này thôi mới chống tụt quần được thôi, chứ còn không đeo là bạn tụt quần như chơi ha. Và cái này khuyến cáo là cấm bật quần không đeo dây nịt mà bỏ nó vô túi nha. Ở miền Nam gọi là cái quần cục á, còn ngoài Bắc kêu cái quần gì thì mình không biết. Đây, bạn thấy cảnh giống cảnh sát Mỹ không các bạn? Đó, ghê chưa? Đây, đó. Rồi chỉ cần rút lên là sử dụng thôi. Quá tiện lợi. Quá tiện lợi. Quá ngầu. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của Sài Gòn Phone nha.